Khởi tố bắt tạm giam cô đồng đúng nhận sai cái ở Hải Dương. Được biết, cô đồng Trương Hương mới đây đã bị tố cáo về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Trước đó vào hồi cuối năm 2022, một cặp mẹ con đã đến xem bói, xem phong thủy vì có căn nhà mãi không bán được. Tại đây thì cô Hương gieo quẻ và phán rằng ngôi nhà đang ở bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá, gây vận hạn của gia đình. Cô Hương vận động gia chủ làm lễ di cung hoán số, cầu bình an với giá hữu nghị là 270 triệu đồng. Khi thấy gia chủ khó khăn, đã giảm xuống còn 180 triệu đồng. Tuy nhiên thì cô cũng dặn có ai hỏi thì phải bảo lễ là giá 300 triệu chứ không lại mang tiếng phá giá. Tuy nhiên sau gần một tháng mà vẫn không bán được nhà, nghi bị lừa đảo nên anh chủ nhà đã tố cáo các hành vi của cô đồng Trương Hương đến cơ quan công an. Đến chiều ngày hôm nay, cô Hương đã chính thức bổ khoản 2 điều 174 Bộ luật hình sự vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không còn bổ cao nữa.